nhớ muốn đổ vô cái milkshake đó hả? Giỏi vậy. Good job, honey. Bỏ vô đó đó hả? Bỏ nước vô đó đó hả? Cái chân cũng đau. Bỏ nước vô đó hả? Wow. Ai nói cho con biết mà con biết vậy? Có trực tiếp. Ai quên. Cái chừng đó, cái chừng đập vô đầu đó. Giỏi quá. Good job, honey. Thôi đi tắm nha con. Con cứ xúc nhẹ một hồi nữa hả? Cái đó đinh vào mặt á. Monkey đó hả? Monkey nói vậy đó hả? Cái stocking của Elise đó hả? Đem đi đâu đó? Sao muốn bỏ nước vô đó hả? Thôi đi tắm nha. Cái stocking của Elise đó. Bỏ monkey vô đó hả? Rớt rồi. Muốn mẹ lấy ra hả? Okay.